Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái câu số 6. Câu số 6 chúng ta thấy ở đây người ta yêu cầu là nhập vào hai số và xuất ra tất cả các ước số chung của hai số. Như vậy thì cũng tương tự như bài 5, chúng ta sẽ for y chạy từ 1 đến một con số nào đó để mà chúng ta sẽ xuất ra ước chung. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhập vào hai số, tương tự như bài 5 thì chúng ta thay vì nhập vào một số n thì chúng ta sẽ có số n1 và n2. Vậy chúng ta có hai số, nhập vào số n1 hoặc là nhập vào số thứ nhất tùy các bạn ghi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nhập vào n1 và tương tự như vậy các bạn sẽ nhập vào số n2 và bạn lưu cái này vào n2. Thì ở đây cái vòng for của chúng ta sẽ for đến đâu? Như vậy thì ước số chung, thầy giả sử như là các bạn sẽ có hai số là 8 và 16. Như vậy ước chung lớn nhất của hai số này là bao nhiêu nè? Là 8. Rồi, một cái nữa, ví dụ như là chúng ta sẽ có 12 và 16. 12 và 16, 12. 12 và 18 đi. 18. Như vậy ước số chung lớn nhất của hai số này là bao nhiêu nè? Ước số chung lớn nhất của hai số này là 8. À xin lỗi, là 6. Như vậy là 12 chia hết cho 6 và 18 chia hết cho 6. Và số 6 là ước số chung lớn nhất của hai số. Như vậy làm thế nào để chúng ta tìm được số 6 này? Như vậy ước chung lớn nhất mà chúng ta nói lúc nãy, số đầu tiên mà chúng ta thử là 8 và 16. Như vậy 16. Như vậy thì giữa 8 và 16 thì ước chung là 8. Còn giữa 12 và 18 thì ước chung là 6. Như vậy cái ước chung này bao giờ nó cũng nhỏ hơn hoặc bằng cái số nhỏ nhất ha. Lúc nào nó cũng nhỏ hơn hoặc bằng số số nhỏ này, không thể lớn hơn số này được. Như vậy nếu mà để các bạn tạo một cái vòng for mà nó tiết kiệm á, thì các bạn sẽ chạy từ 1 cho đến số nhỏ trong hai số. Như vậy trước đó thì bạn sẽ tìm số nào là số nhỏ. Còn nếu không thì các bạn chỉ cần chạy for đến một số bất kỳ và chúng ta làm phép chia cũng được. Vậy ở đây thầy sẽ for y tệ từ 1 đến n1 và điều kiện rằng hai số này sẽ chia hết cho y, cùng chia hết cho y. Như vậy lúc nãy thầy đang ví dụ ở đây là ước chung lớn nhất, ước chung lớn nhất. Còn chúng ta xuất ra tất cả các ước số chung. Như vậy chúng ta chỉ cần for y chạy từ 1 cho đến một số và chúng ta xem thử là hai cái mà cùng chia hết. Như vậy n, lúc này chúng ta sẽ kiểm tra là n1 chia hết cho y và n2 cũng chia hết cho y. Như vậy lúc này y là ước chung của n1 và n2 ha, xuất ra tất cả các ước số, tất cả các ước số. Như vậy chúng ta sẽ chạy thử chương trình này. Lỗi ở đâu nào? N2. Rồi sau khi các bạn viết code như thế này thì chúng ta sẽ chạy thử dịch lại nhé. Rồi chương trình của chúng ta đã không bị lỗi, tại vì lúc nãy chúng ta n là chúng ta xuất n, nhưng mà giờ chúng ta đổi là n1, n2 cho nên là chỗ này nó không có n, nó báo lỗi ha. Và chúng ta sẽ chạy lại, chúng ta sẽ thử nhập số thứ nhất là 8, nhập số thứ hai là 16.
nhỏ hơn hoặc bằng n 1. Ồ, chỗ này thầy thiếu rồi, bằng 0 mà. N 2 chia cho y bằng 0. Rồi chúng ta chạy lại. 8, 16. Như vậy chúng ta có những ước là 1, 2, 4 và 8. Và chúng ta chạy lại, chúng ta sẽ thử với con số lúc nãy chúng ta thử là 12 và 18. Rồi chúng ta có các ước là 1, 2, 3 và 6. Được chưa nè? 1, 2, 3 và 6. Rồi, đó là xong bài số 6. Chúng ta đã tìm được ước chung của hai số. Ước chung của hai số.